Những ngày này tại khu vực bán quần áo, các tiểu thương đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều mặt hàng, đa dạng mẫu mã với thiết kế bắt mắt, giá cả phải chăng. Thế nhưng, lượng khách đi mua sắm vẫn còn khá ít. So với mà nắm thì nắm đi bán bằng một nửa thôi. Nắm đi lượng người đi chờ rất là ít. Chờ thì thấy ngày càng ế ẩm. Lượng đi chờ rất là ít em ạ. Thì lấy áo pháo, thế áo thời trang các kiểu, với bộ thể thao các kiểu, nhưng mà mọi người thấy đi chờ rất là ít. Còn tại khu vực bán hàng tạp hóa như bát đĩa, bình hoa, hoa vải, lượng hàng tiêu thụ chưa nhiều, khách hàng chủ yếu còn đi xem và khảo sát giá. Chứ hiện tại thì đừng đi tham khảo. Tham khảo nếu mà cái giá cả mà hân mềm, hân ổn định thì mua, nếu mà cao quá thì về suy nghĩ lại, xem xét sau. Nắm bắt xu thế mua sắm dịp Tết, nhiều tiểu thương đã chuẩn bị nguồn hàng hóa từ sớm, nhưng với lượng khách ít ỏi và sức mua còn thấp, nên không ít tiểu thương khá lo lắng. Ra thì bọn em cũng chuẩn bị từ khoảng được một tháng, đây là đầy đủ các mặt hàng để chuẩn bị cho Tết đấy. Nhưng mà bây giờ lượng khách đến thì cũng ít anh ạ. Để chuẩn bị nhưng mà thấy chờ càng ngày càng vắng. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, nhưng với lượng khách còn khá thưa thớt như hiện nay, tiểu thương chợ thành phố Hà Tĩnh chỉ còn biết kỳ vọng trong những ngày tới, tình hình buôn bán sẽ khởi sắc hơn.